Thầy bói nói em tên Kim Cương và mang họ Tô nữa, là Tô Kim Cương, nên anh đọc em chắc chắn sẽ rất sung sướng. Và chào chị Cát Tường và tất cả quý vị ở đây. Tôi tên là Võ Hoàng Vũ Huy. Năm nay tôi 24 tuổi. Quê tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Làm nghề gì? Dạ em làm về kỹ thuật máy tính. Mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Cương. Sở thích của em là soi gương, cũng hay yêu đơn phương. Dạ năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới ra trường. Bạn bè nói em cũng dễ thương. Còn thầy bói nói em tên Kim Cương mà mang họ Tô nữa, là Tô Kim Cương, nên anh đạo yêu em chắc chắn sẽ rất sung sướng. Quá ấn tượng, quá xuất sắc. Em quê ở đâu? Dạ em ở Sóc Trăng. Lên đây bao lâu rồi? Dạ 5 năm. Rồi bạn sẽ đi tìm một người yêu thế nào? Dạ em cần một người có bản lĩnh, với lại có đôi mắt đẹp. Chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn mũi miệng xấu hết. Dạ thì cũng hài hòa với khuôn mặt đó chị. Dễ thương, duyên dáng, ấn tượng. Sao ế? Em có yêu đơn phương một người hồi năm lớp 11, 6 năm. Yêu đơn phương 6 năm? Dạ. Cái người đó biết không? Dạ biết. Có yêu lại em không? Mà yêu 6 năm. Trời gì dai dữ vậy, một năm mà không được thì mình đi tìm mối khác chứ em. Một phần là môi trường học của em là trường văn hóa. Con gái rất là nhiều, con trai ít. Em thấy sao không trai? Em thấy thú vị. Thú vị hả? Bạn gái đó đặc biệt. Bạn ấy đang đi tìm một cái người có đôi mắt đẹp. Còn mình muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình cao khoảng 1m6, dáng người cân đối là được rồi. Tính tình thì lễ phép với mọi người, biết cư xử rồi, đừng có bảo thủ quan điểm cá nhân quá. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì hai mối tình chính thức. Còn những mối tình lẻ tẻ thì khoảng nhiều không? Dạ cỡ 7-8. Hả? Bà nhiều dữ vậy hả? Một mối tình rất là lâu, 6 năm và đơn phương đó. Có lẽ bạn về kinh nghiệm tình trường hay hơn đúng không? Vậy thì bạn còn cái gì mà chưa hoàn thiện đối với tình yêu? Còn cái là hay vô tâm. Hay vô tâm đó, cái này rất là vô quan tâm là không được rồi. Phụ nữ người ta thích người bạn trai phải là quan tâm chăm sóc chứ người ta, chứ em vô tâm là thua rồi. Vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào? Một người có lý tưởng sống nè, có công việc ổn định. Em ghét nhất là lăng nhăng với lại gia trưởng. Không thích lăng nhăng với gia trưởng. Bạn trai có lăng nhăng với gia trưởng không? Không hề chị. Chào em. Bây giờ anh hỏi nè, một người đàn ông chăm sóc cho em rất là kỹ, yêu em rất là nhiều, chiều em rất là tốt, nhưng đôi mắt xấu quắc thì sao? Xấu quắc là sao? Nó xấu mà còn quắc luôn á. Thì sao? Thầy có đó có thể xem nha, anh ấy có đối tốt với em không thì bỏ qua cái chi tiết đôi mắt đi. Giờ thí dụ như không có đôi mắt thì em cần yếu tố gì nữa? Bạn đó có thể thích thể thao với em cũng được. Ồ đơn giản. Bạn thích thể thao không? Anh thích đá banh lắm em. Anh đá banh còn lâu. Anh nào vậy? Real Madrid. À đối thủ rồi. Rồi. Em là fan hùng xám anh, Bayern Munich. Anh là đội tuyển Việt Nam. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là chơi thể thao, viết nhật ký. Viết nhật ký? Viết được mấy cuốn rồi? 5 cuốn. Viết gì trọng? Nhật ký sao nói chị? Nói chứ, hồi đó chị cũng hay viết nhật ký lắm. Nhưng chị viết nhật ký có mục đích không à? Chị viết cho ai làm bộ chị để cho người ta coi. Đúng không? Mắt đẹp. Mắt đẹp mà gì cũng xấu hết trơn. Xin lỗi, đàn trai cao sang lắm à. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Lè lẹt. Sao là lè lẹt? Ăn mặc nó màu mè mà nó không có logic. Nếu màu mè mà có logic thì có được không? Thì cái đó là đẹp rồi chị. Tại sao thí dụ như mè không có logic là sao? Như trên đỏ dưới cam, dép xanh rồi này kia vậy phải không? Em nghĩ vậy. Bao lâu như em tiến tới hôn nhân được? Em thì dự định là hết năm sau. Nhanh dữ vậy? Dạ. Đã chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị thì đầy đủ. Nó ai chuẩn bị? Cũng gia đình chuẩn bị thôi. Về ở chung với ba mẹ hay là ở riêng? Ở riêng chị. Ở riêng là có nhà cửa gì chưa? Hay ở thuê? Dạ có nhà. Có nhà rồi. Nhà của em? Cũng ba mẹ để lại. À cũng ba mẹ để lại. Đẹp trai mà làm gì ngốc. Tôi đang dòm đôi mắt thử coi có biết nói không, có truyền cảm xúc gì không. Mắt mà biết nói không là do đối tượng thôi chứ em không, biết nói chắc mệt à. Tôi biết rồi, tôi truyền qua đây lại, truyền điện giùm. Nói chung là hôm nay trai tài gái sắc. À khoan, bạn nữ khi nào người mới tiến tới hôn nhân được? Dạ 2 năm chị. 2 năm, nhưng mà bạn trai muốn năm sau rồi, ý em sao? Bằng bạn sao đi chị. Rồi ok, hôm nay mình đi có bạn, có người nhà đi theo không? Dạ em có bạn thân. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Thân cỡ nào bạn? Không, tụi em chơi với nhau được 4 năm nay rồi.
Vậy là hiểu nhau lắm rồi ha. Dạ vâng. Sao em thấy anh này mắt đẹp không? Dạ cũng bình thường. Nhưng mà em thấy anh cao to, rất là body. Đúng với sở thích mà Kim Cương thích luôn ạ. Dạ bạn... cảm ơn em. Bạn ra trai bạn đi với ai? Dạ, em đi với chú và mấy anh đồng nghiệp. Chào chú. Mình là chú của Huy. Dạ. Bây giờ xin lỗi anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường cho em hỏi bạn bên đây được không? Dạ, dạ. Chào chú. Bây giờ nó luôn là Huy. Ba mẹ đã mất Huy lúc Huy còn nhỏ. Dạ. Cho nên Huy sống với chú tính ra là cũng mười mấy năm nay. Từ lúc Huy lên Sài Gòn chú sơ sống với chú ở đây. Chú nuôi Huy từ nhỏ đến lớn. Ba Huy xưa cũng là một cán bộ. Rồi bệnh mất. Rồi mẹ Huy cũng mới mất đây được 3 năm rồi. Dạ. Cũng mới vừa 3 năm xong. Thì muốn nói cháu biết là vấn đề là như vậy. Dạ. Còn vấn đề Huy, cha mẹ không còn chứ vẫn còn chú, còn bác, còn cô và Huy còn một người chị đã có gia đình. Cho nên không biết là cháu suy nghĩ với Huy như thế nào rồi. Quan trọng là hai người có hiểu nhau với lại mình có đồng cảm hay là chia sẻ với nhau đi tới đích hay không. Nếu cháu nói vậy thôi thì chú rất yên tâm. Dạ. Chú cảm ơn cháu. Dạ, dạ con chào chú. Cảm ơn chú. Xin chia buồn với Huy nha. Dạ. Thôi cái gì nó qua rồi. Quan trọng mình sẽ tìm được một cái nửa yêu thương của mình để cùng về chia sẻ trong những lúc buồn vui. Thôi bây giờ mình sẽ gặp nhau đi Huy nha. Dạ. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có vài phút để cảm nhận về nhau. Ừ. Tặng em. Dạ cảm ơn em. Anh nghĩ sao về em? Quá lộng lẫy luôn. Lộng lẫy nhưng mà không có lè loẹt nha. Đôi mắt sao em? Nói vô không đến nỗi xấu. Ok, không đến nỗi xấu là cũng được. Anh có tập gym không? Không. Không hả? Anh chỉ thích đất với chơi thể thao thôi chứ tập nó người nó bự bự kì. Anh thích được nhiêu cái? Đó 15-20 cái vậy không? Thua em rồi. Thua em rồi. Trời ơi. Em học võ mà chị. Ôi. Có học võ nữa hả? Em học võ gì? Giờ hai bên đứng đất đua thử coi. Nhưng mà em hết được mấy cái? Em hả? Lúc trước thì 30, bây giờ nghỉ lâu rồi. 30 cái? Thì thầy bắt vậy á chị. Hồi đó giờ mấy bạn nam lên đây tôi bắt hết đất là 15-20 cái là hết sức rồi đó. Bây giờ còn hết được không? Em nghỉ lâu rồi. Nghỉ lâu bây giờ nhắm hết được cỡ nhiêu? Chắc 3 rồi. 30 mà xuống có 3 vậy. Anh có phải hát nào tặng em không? Anh hát dở lắm. Anh có gì tặng em không? Anh hết đất. Trời ơi, hết đất tặng em trời. Chịu không em? Kiểm tra sức khỏe cũng ổn lắm á em. Sao em gái? Thì anh thôi. Hết mấy cái? Thì em, anh nhắm được nhiêu? Không, anh hết chừng 15-20 cái à, ngừng. Đừng cố nha. Chị Tường đếm giùm em ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 chục. Được rồi, thôi đủ chuẩn. Hợp lý. Trời, chưa thấy ai lần đầu tiên tặng quà bạn gái. Quà. Cái này là em tự tặng với chị không có ép mà nha. Quà này lạ quá chắc không đòi được quá. Thôi bây giờ mình tính tới chuyện hẹn hò lãng mạn, tính tới chuyện hôn nhân ở bên đây người ta đòi tới 2 năm đó. Mà sao lượng vô đó đi. Vậy? Thì em mới 23. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 24. 24. Thế cũng trẻ mà. Trẻ nhưng mà tại gia đình hoàn cảnh á, thế là anh cứ sống mình hoài anh buồn. Trải qua cũng nhiều mối tình rồi, cho nên là xác định là hôn nhân luôn. Nhưng mà em muốn đi chơi yêu dài dài cho lãng mạn. Ủa, không cưới về em yêu gì tiếp vẫn được mà đâu có gì đâu. Thôi đàn ông nói vậy chứ cưới về cái bắt đầu là hết chăm sóc người ta. Anh hứa em luôn. Hứa sao giờ, hứa lớn lớn, hứa đây có nhiều người em hứa coi. Anh đảm bảo với em là anh là một người đàn ông tốt. Nếu mà mình đến với nhau anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em hết sức khả năng của anh. Và sẽ không để em thất vọng một cái điều gì. Sao bạn gái cảm nhận như thế nào? Thầy sau 3 giây sẽ biết chị. Thôi. Hết thời gian. Chờ 3 chúng giây. Chúng ta biết kết quả sau 3 giây đi anh. Để tay gì nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 giây nhé. Lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hãy sống thật với bản thân mình. 1 2 3. Yeah.
Rồi, chúc mừng hai bạn. Hôm nay có chú đến dự, tôi nghĩ rằng chú cũng rất là vui trong giây phút này. Nói gì với chú đi. Con chúc chú sức khỏe. Với lại cảm ơn chú đã nuôi anh Huy nên có bạn đang đến ở đây và tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Huy nói gì với chú đi trong giây phút này. Hôm nay có chú và các anh em đồng nghiệp tới tham dự thì thật ra em rất là vui mừng. Nhìn chú đó, là một người rất là phúc hậu ha. Rất là tốt, phải nói là cảm ơn công nuôi dưỡng của chú rất là nhiều. Chú cũng mong muốn rằng hai cháu sẽ hạnh phúc. Nhớ nha, đừng có làm gì chú buồn nha. Hai con. Để các bạn những vé xem phim phải có nhiều thời gian nữa để tìm hiểu kỹ hơn. Rất là đẹp đôi đấy nha. Tìm hiểu thật kỹ nha. Quà tặng dành cho hai bạn: nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng này đặc biệt: một suất chụp ảnh cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin cảm ơn. Làm nghề gì bạn? Dạ, em hiện tại đang làm nhân viên y tế học đường ạ. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Đậu Thị Hậu ạ. Em năm nay 25 tuổi ạ, cũng làm nhân viên y tế học đường ạ. Ủa, sao giống nhau vậy? Ủa, cụ thể công việc đó là làm gì em? Ở trong trường học làm hồ sơ, sổ sách, rồi khám sức khỏe, nói chung là mọi làm mọi thứ luôn chị. Quê em ở đâu? Hòa Thành Quế ạ. Hòa Thành Quế là đâu anh Linh? Quê Thành Hóa. Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay tôi bị... Ê, vô đây lâu chưa? Em vào đây cũng gần được 2 năm ạ. À, bây giờ mình ở đây, mình ở với ai, ở đâu? Em ở với bà con ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở Đồng Nai luôn anh. Quê Đài Nông. Ở đâu? Quê ở Đài Nông. Đồng Nai. Em giới thiệu về mình một chút xíu, những cái ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em chắc là cũng biết nấu ăn, sửa điện hoặc là sửa xe máy. Biết sửa điện, sửa xe máy luôn. Dạ, con gái mà men vậy. Rồi sở thích của mình thích cái gì? Em thì thích đi bơi nhưng mà bơi không nổi lên được. Với lại em thích ăn mực luộc. Bạn thích ăn gì? Dạ, em thích ăn kem ạ. Một người thích ăn mực luộc, người thích ăn kem. Chà, mà nay nó ăn mực mà ăn chung với kem chắc đau bụng. Trời con á. Khuyết điểm của em là cái gì? Sợ ma chị. Em thấy con ma lần nào chưa? Chưa. Chưa sao sợ? Mắt mới không thấy sợ nó. Không thấy mới sợ, thấy rồi là không sợ anh ạ. Có bao giờ em nằm mơ thấy ma chưa? Em nằm mơ thấy anh thôi. Nằm mơ thấy anh Linh. Trời ơi. Nằm mơ thấy anh Linh mà sợ ma, có nghe anh Linh cỡ như con ma vậy đó. Bạn hãy kể ưu khuyết điểm của bạn đi. Dạ vâng, cái ưu điểm của em thì là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Em tự hào là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Tinh khiết? Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin đó anh. Còn zin? Vâng, đúng không? Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ bà chắc coi, anh. Coi liền hả? Dạ chào chị. Zin, zin chỗ nào? Có ai sờ soạn ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? Dạ. Em có vấn đề gì không? Không, trời ơi, nghe 100% đó chị. Chưa quen ai? Chưa nắm tay, chưa hung hít gì dạ, hết? Dạ vâng, đúng rồi chị. Nắm thử cái coi có điện gì không? Có không chị? Sao tay ướt nhẹp vậy? Dạ, em nắm tay chị em thấy có gì không? Dạ bình thường vậy. Bình thường hả? Dạ vâng. Bất bình thường mới nguy hiểm. Dạ vâng, đúng rồi chị. Có sợ ma không? Dạ không chị. Sợ ma tuyệt đối không luôn. Bên đó cần người ngủ chung để đỡ sợ ma. Nếu vậy càng tốt chị. Càng tốt ha. Nhưng mà giờ chưa có bồ. Dạ vâng. Bây giờ nếu quen bồ thì bao lâu đám cưới được? Trong khoảng 1 năm mình tìm hiểu có thể. Có chuẩn bị gì chưa? Có hết rồi chị. Có gì? Khai thử nghe coi. Nói chung này tiền đám cưới thì có. Rồi nhà thì ở quê thì có. Còn nếu mà sống ở trên đây thì sẽ lo sau. Nhà có ở dưới quê nhưng dạ, mà bây giờ nếu không chịu ở quê ở trên đây thì sẽ tính sau. Thì bán nhà dưới quê mua nhà ở đây. Nhưng mà tiền là tiền của em hay là tiền của ba mẹ em? Tiền mà đám cưới á. Ừ. Thì là tiền của em. Tiền của em. Vâng. Còn đất nhà thì của bố mẹ em. Anh em đông không? Dạ nhà em có hai anh chị em thôi. Có mấy miếng đất? Dạ nhà thì có một mảnh đất thôi. Mảnh đất phải chia hai chứ. Chết rồi. Rồi phải mình em lấy hết đâu. Rồi sao? Thì hiện tại bây giờ chị em đi lấy chồng rồi, có gia đình rồi, lấy về nhà chồng ở rồi đúng không? Dạ vâng, khỏe, rất là khỏe. Bây giờ có cái khuyết điểm gì không? Dạ có chị. Khuyết điểm gì? Sợ gián chị. Sợ gián? Đứa sợ ma, đứa sợ gián. Tối vô cái mình thả một con gián vô phòng, anh sợ gián nó, cái nhỏ kia anh Quyền Linh lú ra nhắc ma, sợ ma cái hai đứa ôm nhau. Hay gì? Ở
hồi đó ở dưới quê có bạn trai chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Dạ. Là mình có kinh nghiệm hơn phải không? Bên đó chưa có gì hết trơn á, em có em thấy cảm thấy là phấn khích về cái thông tin đó hay là em cảm thấy e ngại về cái thông tin đó? Em vui mừng chị. Vui mừng? Dạ. Hồi mà kéo màn lên mà em thấy được em chủ động tấn công, em tỏ tình ta luôn được không? Dạ không ạ. Sao vậy? Bạn bạn con trai bạn phải tấn công chứ em. Con trai mà người ta chưa có kinh nghiệm, người ta non nớt, mình có kinh nghiệm hơn. Nói nghe nè, bây giờ á bạn bên đây á là chưa biết cảm giác hung thế nào. Em diễn tả cái nụ hôn đầu đời cho bạn này khoái, các bạn đồng ý liền à? Sao cảm giác cái nụ hôn đầu đời sao? Nó bình thường à. Hả? Vậy bạn kia đâu có thích đâu. Nó có gì feeling không? Để bạn thử đã, bạn mới thêm biết được. Cho thử không? Không. Cho hôn má được. Hôn má, hôn má kỳ quá, hôn má ai hôn được. Không, trả giá được mà. Còn không nhào vô chụp hôn đại, anh về anh nói bên kia vậy đó. Hôn đại, khi nào hôn đại nha. Đâu phải con dán đâu mà sợ. Ừ. Mấy tay, mấy tay. Cho hung rồi. Được anh, cái này được anh. Mở ra mà thấy cười cái nhào vô hút liền nha. Hồi nãy nắm tay chị thôi mà tay rung mà lạnh ngắt luôn. Mà bây giờ em để hung cái chắc cái xỉu tại đây luôn. Thôi em nhân viên mà em hô hấp luôn. À đúng rồi, đây nhân viên hô hấp luôn. Trời ơi. Ủa bữa nay em tới đây có ai theo ủng hộ không? Dạ có chú gì với bạn của em ạ. Dạ, chào chú, chào gì? Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn này sao? Còn bây giờ nhìn thì thấy được rồi. Có cái ca hô hấp tại đây chú thấy ổn không? Thì cũng có thể à. Được ha chú ha? Dạ. Hình mẫu lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ, về cái ngoại hình thì em không có quan trọng cho lắm. Em nhiều quan trọng về cái tính cách thôi ạ. Em có thích, có không thích điểm nào ở người đàn ông không? Không thích ra trường, không thích bụng bự. Mắt mũi miệng rồi cần gì không? Không, mắt đừng có nhỏ quá gì. Mắt nhỏ màu đen Hàn Quốc đẹp có gì đâu. Nhưng mà nhìn dê lắm anh ơi. Ủa, bộ ai mắt nhỏ dê hả? Dạ vâng. Phải đụng chạm nhiều nha. Bây giờ em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ, không thích tính bốc đồng, cố chấp, nghe hướng. Với lại không thích con gái nhậu. Có nhậu không? Em không biết. Không biết. Không biết nhậu được, tốt rồi. Dạ vâng. Em có phải là mẫu đàn ông sợ vợ không? Dạ không ạ. Chỉ là mẫu đàn ông sợ dáng thôi. Bảo đảm. Những người sợ dáng là những người sợ vợ. Không có đâu anh. Dáng còn sợ, không lẽ vợ không sợ? Vợ bự hơn con dáng. Cái con vợ nó còn ghê hơn con dáng nữa. Đúng rồi. Có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng mình là người như thế nào không? Ngoại hình ưa nhìn chị. Cao 1m67 trở lên ạ. Không gầy và không mập. Không gầy hả? Người chứ không gầy. Bởi vì bạn quá mập. Rồi kéo màn lên. Nôn cặp này quá. 3, 2, 1. Nhào nhốt. Chào em. À, anh có giò quà anh tặng. Dạ em cảm ơn. À, nãy giờ em có nghe anh nói rồi thì em cảm nhận anh thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường anh. À. Vậy anh cảm nhận em thế nào? Anh thấy em rất là được. Được thôi à? Đúng rồi, xinh. Giờ lên trên đây em chẳng biết hỏi gì nữa đấy. À. Em chỉ muốn hôn thôi. Nói chuyện về tình yêu đi. À, em có dự định kết hôn gì chưa? Cuối năm hoặc sang năm anh. À. Sau này giả sử như mà mình có kết hôn nữa thì em muốn sống ở quê anh hay là sống ở trên thành phố hay là ở đâu? Nếu mà ở quê anh xin được việc cho em thì em về đó. À. Con cái sao? Thì để hai thôi anh. Nổi không? Anh thì dạ dư xăng anh ơi. Xăng còn nguyên thùng mà. Cười cũng có duyên ghê nha. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Thì cũng dễ thương, nhìn cũng cứ hơi gầy một xíu thôi. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy, bốn mắt nhìn nhau như trâu trợn trắng. Bạn nam hôm nay có đi với ai không? Dạ có ạ, em đi với cô đồng nghiệp và các bạn ạ. Cô thấy cháu gái tương lai mình được không ạ? Xin chào cô Cát Tường với lại chú Huyền Linh. Dạ. Tôi là đồng nghiệp của em Lộc, làm chung một bộ phận nhỏ của một cơ quan lớn. Dạ. Ở tại Đồng Nai. Thì theo chương trình nãy giờ tôi theo dõi thì tôi thấy cặp này thì cũng được á. Hiện tại giờ thì em Lộc thiếu người chăm sóc cho nên cũng hơi gầy. Thì bây giờ là có thể là em về là em chăm sóc tốt thì em Lộc nó đỡ gầy hơn bây giờ. Được hả cô ha? Được. Hết giờ. Sau 3 tiếng đếm thì sẽ có kết quả ha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1
tặng cặp nhẫn cưới cho mình. Ồ, em có thể đọc dùm anh cái dòng chữ nào được không? 2 năm 2 năm 1 3 2 năm. Tức là yêu anh, suốt đời yêu anh. Ủa sao dịch số qua chữ lại? Dạ, vâng. Chữ chữ đó anh. Yêu anh suốt đời yêu anh. Đâu yêu anh, đây cái gì, 2 năm là dạ, yêu anh. Dạ, 2 năm 2 năm 1 3 2 năm. 2 năm là yêu anh. Dạ. 13 là suốt đời. Suốt đời. 2 năm là yêu anh. Yêu anh. Ở đâu ra quy tắc dịch vậy vậy? Mà trên mạng. Khi mà em dịch lại em phải dịch như vậy nó mới đúng. Yêu em, suốt đời yêu em. Như vậy mới đúng. Yeah. Thôi hai bạn đứng ra đây, đó tặng hai cái đi. Bây giờ cái món quà là nó vừa là hai mà lại vừa là một. Một tức là nó thể hiện là yêu em suốt đời em. Tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ xin giữ lại một hộp quà. Đó là yêu em để coi như anh tự nhắc nhở với anh là suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em và yêu em mà thôi, không yêu ai khác. Còn cái phần quà này thì anh sẽ gửi cho em và coi như là thể hiện cái tình cảm của anh, đó là suốt đời chỉ yêu em mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn. Yêu nhau suốt đời, yêu nhau